Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng Đài Sài Gòn 900 AM phát thanh tại thành phố Houston. Và sau đây mời quý khán giả đến với chương trình hội thoại cùng với tiến sĩ Vũ Đình Thắng đến từ tổ chức BPSOS. Thưa anh Thắng, thì anh cũng có tham gia một cái buổi hội luận. Cái buổi hội luận này đặc biệt là một cái buổi hội luận về cái quyết định 1334 được ban hành vào ngày 10 tháng 11 năm 2023. Thật ra thì cái quyết định này đó ở thành phố Houston trong thời gian vừa qua cũng đã có khá là nhiều những buổi nói chuyện, và trong cộng đồng người Việt tị nạn quốc gia tại thành phố Houston cũng có những cái buổi biểu tình phản đối về quyết định này. Thì trước tiên xin anh Thắng có thể cho biết là cái tham gia cái buổi hội luận này đó thì đã có những cái đề tài, những cái vấn đề nào được nêu ra thưa anh? Nó có hai phần của cái cuộc hội luận. Thứ nhất là chúng tôi qua bên này thì chúng tôi mới tình cờ nhận được cái thư, cái email mời và thông báo về cái hội luận này, thì chúng tôi thấy là đây là một cái cơ hội để chúng tôi lắng nghe. Và chúng tôi thấy rằng chúng tôi có hai cái nhận định. Cái thứ nhất là ban tổ chức họ có lẽ là không theo dõi sát, thì cho rằng là cái nghị quyết, cái quyết định ra đời nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam được ban hành năm 2000 là cổ tịch đúng 20 năm trước đây đó, đã bị thất bại, thì ta cần phải được thay thế bởi một quyết định như thế này. Nhưng mà kia thì không phải, ngay trong quyết định nó ghi rằng đây là một cái bước tiếp để mà thực hiện cái nghị quyết 36. Cái nghị quyết 36 là cái chính sách được đề ra bởi Đảng Cộng sản để xâm nhập vào cộng đồng đối hải ngoại. Tuy nhiên để mà thực hiện nó thì chính phủ cần phải có những cái chương trình hành động. Thì cái quyết định 1334 là một cái chương trình hành động. Trước đó thời ông Nguyễn Xuân Phúc là thủ tướng cũng đã có một quyết định tương tự như vậy của thủ tướng. Rồi thời ông Nguyễn Tấn Dũng thì có một cái nghị quyết của chính phủ tương tự như vậy để mà áp dụng thực thi thực hiện cái nghị quyết 36. Thì đó là cái điều thứ nhất mà tôi nêu ra. Cái điều thứ hai mà tôi nêu ra đó là trong 20 năm thực hiện cái nghị quyết 36, chế độ Cộng sản Việt Nam đã lấn khá sâu vào cái sân sau của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ và ở những quốc gia khác mà có với cộng đồng người Việt, và chúng ta không để ý. Và tôi có nêu ra ba cái trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là những cái tổ chức sinh viên, những cái tổ chức bất vụ lợi, đặc biệt là các hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp đang học lên chi chít nhiều nơi lắm, và ngay ở tại Houston cũng có, ngay quận Cam, khu vực Irvine cũng có, ở tại Oakland cũng có, và họ kết nối với lại ở trong nước và chiếu theo cái chỉ thị nhé do Ngoại trưởng Việt Nam ký ban hành để mà thành lập. Do đó khi mà thành lập ra đó thì họ thường là phối hợp với lại tòa đại sứ hoặc là tòa tổng lãnh sự của Việt Nam ở mỗi nơi. Như ở tại Houston thì có tòa tổng lãnh sự. Hồi nãy anh Văn Khoa có nhắc tới cuộc biểu tình chẳng hạn, thì tôi nguồn tưởng có lẽ đó là cuộc biểu tình chống lại cái hội nghị của VBI đó, tức là VBI ngắn Global. Thì nó chỉ là một nhánh nhỏ thôi. Thì VBI Global, cái mục đích chính của họ là đưa những doanh gia ở Việt Nam nhập cư vào Hoa Kỳ theo cái con đường đầu tư. Hoặc là đưa những người Việt Nam vào Hoa Kỳ lao động theo anh visa lao động. Có những cái nhóm khác thì họ lại đưa những người doanh gia hoặc là người Việt hoặc là người Mỹ từ Mỹ về Việt Nam, thì ra họ hoạt động rất là tích cực. Dù chúng ta nếu không để ý thì chúng ta sơ suất rất nhiều. Thứ hai, họ xâm nhập vào phong phong về tôn giáo, và lại có lại nhắc đến rồi ở bên chi phá 1997 của cao đài do nhà nước dựng lên năm 1997, từ năm 2000 người họ đã công bố, công khai lộ liễu ông giống gì hết, là cái một trong công tác của họ ở hải ngoại đó giúp cho chính phủ thực thi nghị quyết 36. Và từ đó đến nay thì họ đã có một số, ít ra là có 60 chức việc và chức sắc của họ chính thức hoạt động ở tại Hoa Kỳ, không giấu mà. Và chúng ta lên danh sách đó chưa kể những tín đồ và đi theo, tức là không phải là những người nắm cái vai trò quan trọng đó. Và khi mà chức việc chức sắc được bổ nhiệm bởi cái chi phái của nhà nước thì phải được cái sự xem xét về lý lịch, nhận được chấp nhận của Bộ Công an. Ở đây là những người hoạt động cho cái chi phái của 1997 do nhà nước dựng lên, xâm nhập vào và khuynh loạn các cộng đồng, các cái nhóm cao đài, và nó tương tự như vậy
đối với những cái tôn giáo khác mà chúng ta không để ý, và họ có 16 cơ sở chính thức hoạt động. Ngoài ra còn rất nhiều những cơ sở khác nằm họ chưa lộ diện, và chúng tôi cũng có danh sách của 16 cơ sở đó. Thì tại sao chúng ta không chia nhau ra để mà chú ý, để mà theo dõi một cái cơ sở? Và cái thứ ba đó là về truyền thông, họ dùng nhiều phương tiện truyền thông phổ thông, mạng xã hội, xong rồi họ có đài VTV, họ có tờ báo của họ này kia, rồi các trang mạng này kia, và kể cả những người được tưới vào trong xã hội Hoa Kỳ, đất nước Hoa Kỳ, dùng những cái chiếu khan gọi là chiếu khan truyền thông để mà điều động cái chiến dịch truyền thông của họ. Thì đó là ba cái lĩnh vực tôi nêu lên để mà hy vọng những người quan tâm hãy theo dõi. Và cuối cùng thì chúng tôi đề nghị rằng đó có rất nhiều việc làm, chúng ta có cái thế dự phòng chứ phải không? Bởi mà khi mà qua cái quyết định 1334 và trước đó là nhiều quyết định khác để thực hiện nghị quyết 36, thì có nghĩa là cái chế độ cộng sản ở Việt Nam tách mình vào cái sân chơi của Hoa Kỳ, của những quốc gia tự do dân chủ, thì họ phải chịu sự kiềm chế, kiềm tỏa của luật pháp Hoa Kỳ, họ không tránh được. Thế chúng ta có thế dự phòng bởi ta là công dân Hoa Kỳ, luật pháp Hoa Kỳ, chúng ta có thể thực hiện sử dụng luật của pháp Hoa Kỳ để mà trừng phạt. Ít vào Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có làm gì hay không lại là chuyện khác. Do đó cần những cái sự liên thiết của các dân biểu và thượng nghị sĩ, họ hỏi quý vị đã làm gì rồi với cái đề nghị chế tài. Thì đấy là một vài điểm chính yếu. Nhất nhắc lại là chế độ cộng sản Việt Nam họ rất kiên định, họ rất kiên trì để thực hiện cái nghị quyết 36, và họ đã lấn khá sâu vào cái sân sau của cộng đồng chúng ta. Cái thứ hai đó là có những cái mạng lưới đã được phát triển thì chúng ta cần phải theo dõi. Và thứ ba là chúng ta có những giải pháp để dựng được cụ thể. Ai dùng cái thế thượng phong của chúng ta là công dân Hoa Kỳ, cái thuận lợi của chúng ta là luật pháp Hoa Kỳ công minh về đối phó về hình sự từ hành pháp cũng như luật pháp, ai dụng được cái nền tư pháp của Hoa Kỳ để chúng ta kiện. Chúng tôi đã kiện VTV về cái sự phỉ báng, về cái sự đe dọa. Nhiều người kể cả cái anh Y Phịch Hời Đốc là cái thanh niên người thượng theo đạo Tin Lành mà Trần Kim vừa mình nhắc đến hồi nãy. Dạ vâng, rất là cảm ơn tiến sĩ Đình Thắng, và chúc anh một ngày thật nhiều bình an tại Orange County, California, và xin hẹn với anh trong những lời hội thoại sắp tới. Xin kính chào tiến sĩ Đình Thắng ạ.